ngàn hoa thành kính dâng lên người. Lòng con nguyện xin Đức Thế Tôn đường bát chánh sáng soi lầm mê đạo từ bi xóa tan bao khổ đau, hạnh phúc đến cho muôn loài. Quỳ dưới đài sen tâm hương nguyện, lòng con dẹp vào bao ước mong, cầu cho xá tắc an vui đồng xanh bát ngát lúa vàng chiều bông, chiều mang ánh trăng an lành rạng soi. Đẹp hai ánh sáng đào vẹn từ bi. Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật, thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 22 tháng 8, thì cũng như thường lệ là Chủ nhật, Phật tử có thỉnh tôi để giảng tiếp tục về giữa Bát Nhã và Tư Tưởng, nhất là trong thời buổi này, hay là giữa Thánh và Phàm nó khác nhau sao, hay giữa thế giới quế độ và thế giới tịnh độ nó khác nhau như thế nào. Mà chẳng những chúng ta trong thời buổi này, mà chính Thái tử Siddhartha trong thời của Ngài đã có 62 tôn giáo ngoại đạo. Nhưng khi đi tìm đạo, Ngài thấy không đưa tới giải thoát, tức là chấm dứt luân hồi sanh tử khổ, mà chỉ là thay thế, tiến hóa đi lên cao thôi. Thành ra sau 6 năm tìm đạo, 5 năm khổ hạnh, Ngài không thỏa mãn với 62 tôn giáo, nhất là ông Quốc Đầu Lâm Phất và A-la-la, là hai ông đạo sư cao nhất của thời Ấn Độ bây giờ. Thì A-la-la đạt được vô sở xứ thì nó giống hệt như A-la-hán, và Quốc Đầu Lâm Phất đạt được phi tưởng, phi phi tưởng thì giống hệt như Như Lai, đó là tột đỉnh. Nhưng mà khi chỉ lại Thái tử Siddhartha thì Ngài thấy cái chỗ hớ, tức là không có toàn diện, cái đó chỉ là đồ dỗm thôi, tưởng rằng đồ thật quá đồ chơi. Thì sau khi Đức Phật tự đi tìm lấy dưới cội Bồ Đề sau 49 ngày thì quát nghiêng đại ngộ và thành Như Lai. Thì Ngài định không giấu quá, vì chúng sanh nó đã quen cái tập khí cải sửa rồi. Khổ là do tập, tập là thói quen, do kính mắt, hay là đúng là dùng chữ ghiền. Mà bỏ cái ghiền thấp thì lại lên cái ghiền khá khá, bỏ ghiền khá lên cái ghiền thật là cao. Cứ thế chúng sanh cứ lang thang mãi. Đó là thời buổi của Đức Phật, cũng là thời buổi của chúng ta, và có lẽ mãi mãi về sau. Từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, rồi tiến lên tới cõi người, ba giới, cõi trời, năm giới, rồi thấy còn đau khổ, tiến lên nữa, cứ cải sửa, tu là sửa mà, tới tám giới, cõi trời sắc giới, rồi mười giới, cõi trời vô sắc.
thì vô sắc đó là phi phi tưởng và vô sở xứ, hư không vô biên, thức vô biên, vô sở phi phi tưởng. Thì tôi đã giảng nhiều lần, hôm nay chúng ta chỉ khái quát thôi, rồi chúng ta sẽ đi sâu. Thì Ngài thấy là không thoát luân hồi sinh tử được. Sau khi tìm lấy thì Ngài thấy rằng cái đạo Phật nó ở ngay trong tam giới, nhưng cái lối tu nó khác hoàn toàn, không phải cải sửa nữa, không có pháp môn nữa, không có đạo sư nữa, mà do mình tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Mà cái lối này từ xưa giờ chưa từng có, nó chỉ nhận lại thôi. Tức là tất cả lượng sống ác được cải sửa, chuyển biến, thăng qua thành lượng sống thiện. Thì đó là 62 tôn giáo thời bấy giờ. Nhưng mà chưa có ai nhận được cái dòng nước. Chính cái dòng nước này là cái chỗ sống ác, sống thiện, do tham sân si nương vào đó, do cái gió bắc phong tham sân si nương vào đó để nổi lên những lượng sống. Thì cứ lẫn quẩn trong sống hoài mà không ngờ sống ác, sống thiện đều là dòng nước chân như. Mà muốn nhận dòng nước thì không có pháp môn. Ngay trong cái giọng ác, giọng thiện này nhận lại. Nhưng mà từ xưa là con người, Bạch Thế Tôn làm sao để nhận lại? Thì cái chữ làm sao là một cái trá hình của tư tưởng, của sự cải sửa nữa. Mà nếu không làm sao thì chúng ta không thể tu được. Tu mà không có vấn đề, không có pháp môn, không có thầy sáng, bạn lành thì làm sao mà tu? Nhận lại thì lấy cái gì nhận lại? Đó là một chuyện nhức nhối vô cùng. Một chuyện mà từ xưa giờ có người đã từng trăn trở mà không tìm được lối thoát. Không tìm được lối thoát. Thì chúng ta thấy như là ông Triệu Châu với Nam Tuyền là tay giỏi nhất, mà Triệu Châu đã vào tu từ 7 tuổi để chọn cho tới 17, 18 tuổi, 10 năm trời mà không tìm thấy đạo. Thì mới đắp y đàng hoàng bạch thầy, con vào chùa tới nay mười mấy năm, thầy không dạy con cái gì về đạo hết, về niết bàn hết. Thầy nói thầy có giấu con cái gì đâu, con đem nước lại thầy nhận thầy uống, con bưng bát thầy ăn, con đưa bát thầy rửa, thầy đưa bát con rửa, y áo con giặt, thầy có giấu cái gì đâu. Ông nói vậy cuộc sống là đạo à thầy? Thì Nam Tiền nói cuộc sống là bình thường tâm, đó là đạo đấy con. Vậy con không biết bình thường tâm, thầy giảng cho con nghe. Niết bàn là bình thường tâm, là đạo. Đạo là gì? Niết bàn là gì? Ông nói niết bàn không thể giảng được, khi giảng rồi thì không còn là niết bàn nữa. Thì chúng ta thấy chúng ta không giống Triệu Châu thôi. Triệu Châu mới bực la lên: bạch thưa thầy, nếu không giảng được thì con làm sao biết đó là niết bàn? Mà nói niết bàn rồi bây giờ con hiểu không hiểu thì thôi, bây giờ giải thích thì không còn niết bàn. Thì Nam Tiền mới hét lên: niết bàn không thuộc về biết hay là không biết. Nếu không biết là địa ngục, còn biết là ngạ quỷ, súc sanh, atula, người trời, con muốn cái nào? Thì ngay câu đó thì Triệu Châu ngộ, ông không muốn cái nào hết, không muốn cái biết mà cũng không muốn cái không biết. Vậy nghĩa là gì? Thì đó là chúng ta phải tìm lấy. Thì Đức Phật thấy là rất khó giảng về đạo, thành ra Ngài cuối cùng Ngài tính tịch diệt, tính là chết. Thì chư thiên thấy tiếc mới thỉnh Ngài. Vì mấy ngàn năm mới có một đấng Thế Tôn ra đời, mà Ngài đi rồi thì biết bao lâu nữa Phật Di Lặc phải ra. Phải 10.000 năm mới có một vị Phật. Thì cuối cùng chư thiên xuống tỉnh là Ngài dòm ra cái dòng sông Ni Liên. Ngài thấy cái hồ sen đó, có những cái cọng sen đã chìm ở dưới nước, có nhộng sen nó lơ lửng, có những sen nó giọt ruột lên cao. Ngài nói thôi, chúng sanh hạ liệt thì cũng một số, chúng sanh lơ lửng trên dòng nước có thể cứu được, còn chúng sanh vượt lên cao thì dư sức thôi. Thì có hạng hạ căn, trung căn, thượng căn. Thì ta độ trung căn và thượng căn, hạ căn phải chịu thôi. Rồi từ đó Ngài mới ra giáo hóa. Ngài nói ai có mắt
thì thấy bằng mắt mình, ai có tai nghe bằng tai mình, ai có mũi thì thở bằng mũi mình, đừng có thấy bằng mắt, thở bằng mũi của Như Lai. Thì bắt đầu từ đó là có tứ sa môn quả, bắt đầu có đạo Phật. Đó là trong Trung Bộ Kinh, là tiếng rống của con sư tử. Thì đạo Phật là con sư tử Chúa. Nhưng người sau này như tôi thì cũng chả hiểu gì hết. Như vậy thì tứ sa môn quả khác với đạo người trời, đạo tiên hồi thời bấy giờ như thế nào? Thì mình thấy là mình bế tắc. Rồi hỏi đạo Phật là cái gì? Bốn đường ác duy vật, vật chất là trên hết. Thì trong đạo Phật cũng có, Đức Phật cũng giảng đạo chất, vật chất là trên hết. Thì đạo Phật có chối đâu, vì đạo Phật là duy vật. Nhưng mà đạo Phật có giảng về duy tâm không? Cái tâm là trên hết, Đức Phật cũng có giảng. Như vậy nói đạo Phật là duy tâm đúng không? Mình thấy cũng không đúng. Rồi là duy thức thì đúng không? Đức Phật cũng có giảng duy thức. Rồi dư chân như thì Đức Phật cũng có giảng về chân như. Vậy thì đạo Phật là gì? Thì cuối cùng sau khi mình tham thiền, mình nghiền ngẫm thì mình thấy đạo Phật không là gì hết mà là tất cả. Thành ra tôi cứ tìm thí dụ để cho nó sáng tỏ. Tôi trăn trở là bốn mấy năm trời nay rồi, tôi vô thì tôi đọc cái bài kinh đó tôi rất khổ đau. Không biết đạo Phật nó khác với tôn giáo bạn như thế nào. Thì bây giờ cũng gần 62 tôn giáo đấy. Như chúng ta thấy đi, Tin Lành, Thiên Chúa thì cũng là một đó, mà hai khác nhau hoàn toàn. Tin Lành có Phục Lâm Cơ Đốc gì đó, rồi mình Thiên Chúa cũng hai ba thứ, rồi Phật giáo thôi. Nào Bắc Tông, nào Nam Tông, nào Khất Sĩ. Rồi Khất Sĩ nội, Khất Sĩ cũng ba bốn thứ, Khất Sĩ Sơn Lâm, Khất Sĩ gì đó. Còn bên Bắc Tông cũng vậy. Nào là Phật giáo bên cái gì đó, tôi biết tôi không nhớ hết, thấy không? Thì cũng ba bốn thứ, Nam Tông cũng hai ba thứ. Rồi bây giờ ai cũng nói cái đạo mình là chánh hết, tu thì Tịnh Độ là hơn hết. Rồi Thiền Tông nói là Tịnh Độ là sau này, Thiền Tông Phật Bồ Đạt Ma mới là chánh pháp. Còn Tứ Niệm Xứ nói là con đường duy nhất. Rồi mình biết làm sao, rồi nào là Pháp Hoa nữa, rồi nào là Duy Thức Tông nữa, rồi cái nào là đúng. Thì chúng ta phải nghiền ngẫm giữa cái độ số giáo lý đồ sộ của Phật giáo như một rừng kinh. Rồi làm sao người học làm sao, nhất là bây giờ pháp sư rất nhiều, giảng tùm lum, có nhiều dự giảng trật nữa. Rồi Phật tử làm sao mà trạch pháp đây? Ở đây tôi không biểu Phật tử nghe tôi, mà không biểu Phật tử đừng nghe người khác. Thì cái đó, câu đó là Đức Phật đã trả lời trong kinh lúc Ngài đi ở cái xứ Kalama đấy. Thì cũng là 62 tôn giáo đến đó giảng pháp. Thì ai cũng cho cái tôn giáo của mình là chánh pháp, mấy cái kia là không đúng. Rồi tới Đức Phật là giảng thì Đức Phật giảng khác nữa. Thành ra mấy dân Kalama mới bạch Đức Thế Tôn, chúng con biết làm sao cái nào là chánh pháp. Đức Thế Tôn giảng thì khác, mấy cái tôn giáo khác, mà tôn giáo nào cũng mình đúng hết. Thì Đức giật dạy một câu rất là chí lý mà mình nên nhớ lấy. Các ngươi đừng tin tưởng ở ta, dù ta là Thế Tôn. Các ngươi đừng tin tưởng ở tôn giáo nào hết, đừng tin tưởng ở bậc đạo sư nào hết, đừng tin tưởng ở cái gì mà truyền thống, đừng tin tưởng ở cái gì người xưa truyền lại, đừng tin bất cứ gì, mà cũng đừng bỏ cái gì hết. Các con nghe, rồi có con áp dụng vào trong cuộc sống của các con. Nếu các ngươi đem lại hạnh phúc cho mình và cho tất cả mọi chúng sanh, chúng sanh đây là từ đất đá cỏ cây thú người trời Phật, thì cái đó là đúng, các con phải thực hành theo. Vậy thì đạo Phật là gì? Đạo Phật là đạo cứu khổ. Có khổ cho nên mới có đạo Phật. Mà nếu không làm hết cái sự đau khổ cho mình và cho tất cả mọi loài, mọi chúng sanh, thì đó không đúng. Thành ra mình đừng nghe ai hết, mình cứ nghe rồi mình thực hành vào trong cuộc sống của mình. Chính cuộc sống là niết bàn. Ngoài cuộc sống này ra không có đạo Phật, không có niết bàn.
mà cuộc sống làm sao được an lạc cho chính mình và an lạc cho tất cả mọi loài, thì đó là chánh pháp mà chúng ta phải thực hành theo. Thì hôm nay tôi cũng trở lại cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Chúng ta phải tìm hiểu con người của mình. Khi mình hiểu toàn diện con người của mình toàn diện á, thì mình đắc quả A-la-hán là cái thứ nhất. Rồi hiểu toàn diện về tất cả chúng sanh trong vũ trụ này thì thành một đấng Như Lai. Chỉ có vậy thôi. Mà con người mình là cái gì? Cái đó là cả một vấn đề. Quý vị ngồi đây thì con người mình ở ngay đây, mà quý vị đâu có biết. Thì tôi bắt đầu kể ha, rồi để rồi chúng ta thấy là ngay trong con người này là cõi quế độ, mà ngay trong con người này cũng là cõi tịnh độ. Thì tôi thí dụ cũng như là ra ngoài biển, cái dòng nước biển thì chúng ta nhìn thấy nó không có tướng, nó chỉ lặng lờ, nó trôi vậy thôi. Thì có đó giống như ví dụ, không phải sự thật nha, nhưng ở đó mình hiểu được sự thật. Thì cái linh hồn mà giống như cái dòng nước biển vậy, nó trôi chảy, mà đã trôi chảy thì giống, mà nó đứng lặng cho nên không có sống. Không có sống là chơi. Để có sống là có không gian, tức là có hình tướng, mà có hình tướng thì phải có quải. Nhưng mà không phải là dòng nước biển mà nó làm nên sống, không phải vậy. Mà chính gió, gió tham sân si, cái gió này làm cho dòng nước biển, là cái dòng linh hồn của chúng ta đó. Linh hồn chúng ta không thấy đâu, nó bàn bạc trên không gian. Khi mà có gió lên thì nó nổi lên những cái lượng sống. Sống người ta, sống trâu, sống chó, sống tịnh xá, sống người ta, tất cả lượng sống đều nương vào dòng nước biển để duyên khởi. Như đạo Phật thích dùng chữ duyên khởi, mà mình dùng thì mình kêu là điều kiện, khoa học kêu là điều kiện. Thì chính cái sự ham muốn của mình tạo nên những cái hình thức này. Cái này toàn là sống không, mấy ông mấy bà tôi, cả tịnh xá, tất cả cái gì hữu hình hữu tướng như vậy đều phải quải. Hay nó có tướng thì có không gian. Nhưng có một cái khó hiểu nhất, đó là một cái cảnh giới mà không có không gian mà chỉ có thời gian thôi, tức là dòng nước. Dòng nước thì nó chuyển biến, mà chuyển biến thì dòng, nhưng mà nó đứng lặng, mà đứng lặng thì không có sống. Do đứng lặng cho nên nó trơn, mà do chuyển biến cho nên nó dòng, trơn dòng hòa hợp. Đó là thế giới của linh hồn của chúng ta. Chúng ta không thấy được. Nhưng nếu chúng ta chịu tu, chúng ta có thể thầm hội. Thầm hội là gì? Hội là biết, là thấy. Thầm là âm thầm. Thì trong kinh ví dụ giống như người câm nằm chiêm bao, rồi thức dậy thì thấy được giấc chiêm bao, nhưng mà không thể diễn tả cho ai được hết. Giống như mà Nam Tuyền mà nói với Triệu Châu đó, cái đạo thì ta thấy rồi đó, nhưng mà biểu diễn cho ông thì không thể diễn được. Vậy ông đưa ra cái gì dính mắt ta chặt hết. Chừng nào con không dính mắt cái gì hết thì cái đó là đạo. Thì đạo là vậy thôi, chứ không thể diễn tả đạo là gì được. Dòng nước làm sao diễn tả? Rồi mình cho sống cái nhà thì Ngài bác bỏ, sống con trâu Ngài bác bỏ, người ta là dòng nước Ngài bác bỏ, cõi trời là dòng nước Ngài bác bỏ. Bác hết thì không còn những cái lượng sống dính mắc lượng sống nào hết, thì đó là dòng nước đấy con. Cái dòng nước không thể đụng tới nó được. Thì đại khái nó là vậy. Nhưng làm sao tu tập đấy? Bây giờ con chưa nhận được nước, con chỉ thấy sắc thân con đây đó là linh hồn, là đạo, là bất tử. Nhưng mà xuống nói sắc thân thì thật sự nó là thay đổi, nó sanh là nó diệt, nó có tướng. Mà có tướng thì phải có quải. Còn cái dòng nước thì chưa phải là chân tâm, nhưng mà cũng không phải là dòng. Thì trước tiên muốn qua cái nước, nước thì dòng, cái nước khác cái dòng nước nha. Mấy bà biết
cái dòng nước thì không sao động do đó trơn, mà chuyển biến do đó trơn giọng hòa hợp. Còn nước thì đứng lặng là trơn, nó không có chảy, mà nó không có sao động thì nó trơn. Thành ra nó chẳng có không gian, chẳng có thời gian, chỉ có một sự yên lặng bàn bạc vô lượng kiếp từ xưa tới bây giờ. Rồi khi bắt đầu nó chảy chậm lại thì kêu là dòng nước. Cái này là thế giới của nhập lưu nhất vãng lai bất lai, kêu là thánh hữu học. Còn khi nó chảy một cách thần tốc thì nó đứng lặng bất biến, thì không gian không có, thời gian cũng không có luôn, chỉ có một sự yên lặng toàn diện thôi, thì đó kêu là A-la-hán. Việc làm đã xong, gánh nặng đã đặt xuống, từ nay không còn trở lui lại cõi đời này nữa. Không còn trở lui chứ không phải là không ở khỏi đời này. Không trở lui có nghĩa là không dính mắc với cõi đời này nữa. Nếu phát Bồ Đề Tâm vẫn trở lại dưới hình thức là không dính mắc. Không dính mắc là sao? Là giống như ông thầy giáo đại tài vậy. Thì tất nhiên ổng không còn lại trở mẫu giáo lớp 1, lớp 2, 12 nữa. Mà ổng vẫn có thể trở lại, nhưng mà không dính mắc. Thí dụ thầy giáo giỏi, ổng xuống lớp mẫu giáo, thì ổng phải đánh dần thôi. Mà đánh dần không phải vì ổng không đọc chữ được mà ổng đánh dần. Mà đánh dần là vì lớp mẫu giáo. Ổng làm bộ, tôi thích chữ làm bộ đó. Thì trong kinh dùng là chữ tùy thuận, thì tôi dùng chữ làm bộ. Làm bộ để dạy học sinh thôi, chứ ổng đâu phải cần đánh dần mới đọc chữ được. Nhưng mà học sinh nó phải đánh dần, thì đánh dần để đọc chữ, đó là cái trình độ, cái tâm của lớp mẫu giáo. Còn cái tâm của ông thầy giáo không phải là lớp mẫu giáo, nhưng cái hiện tướng ra cũng giống mẫu giáo hệt. Đặng chí vậy, đặng độ nó, thì cái đó kêu là Bồ Tát. Việc làm đã làm xong, không còn trở lui lại mẫu giáo nữa. Nhưng mà trở lui đó là tùy tận, là làm bộ, ta kêu là thị hiện. Nói nhiều danh từ lắm. Thì cái đó quá cao, tôi cũng giảng cho Phật tử với tôi biết. Thì bây giờ chúng ta phải đi từ mẫu giáo thôi. Đại khái là vậy. Dù muốn dù không, thì ông thầy giáo nào, bác sĩ nào, Đức Phật Thích Ca hồi xưa cũng từ địa ngục mà bước lên. Coi xin bổn sanh của Ngài, Ngài đã từng giết mẹ, rồi đọa địa ngục vô gián, rồi Ngài bò lên. Chứ đâu phải là Ngài là sanh ra Ngài là Phật. Không có vụ đó. Đâu có ai ngồi thiền 49 ngày mà thành Như Lai. Không có vụ đó. Nhiều kiếp rồi, kiếp đó là kiếp chót. Kiếp này kiếp chót còn dồn lại đây, dòng sanh tử thoát ra ngoài, chẳng còn lặn lội trần ai nhọc nhằn. Hư Dân thiền sư đó ngồi thiền một lần nhập định 40 ngày, mà Ngài cũng nói mà chưa phải Như Lai đâu. Mà Thích Ca có 49 ngày mà thành Như Lai. Nhập định thì ai cũng nhập hết á, ma quỷ cũng nhập định được. Nhưng mà nhập định rồi xả ra nó là quỷ. Tại sao vậy? Tại vì khác nhau ở cái tâm. Niệm Phật ai cũng niệm Phật hết. Có người niệm Phật thành Phật, có người niệm Phật thành trời, có người niệm Phật thành ma quỷ. Thành ra tôi mới nói đạo Phật là đạo của tâm, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thì thân khẩu không quan trọng, nhưng mà người chưa đắc quả thì thân khẩu rất quan trọng cho vấn đề tiến hóa của mình. Nhưng khi đắc quả rồi thì thân khẩu không ăn thua gì hết. Thành ra những vị Bồ Tát sau khi đắc quả lán rồi không còn dính mắc vào nghiệp nữa. Thì các ngài làm những việc động trời động đất mà mình phê phán mình lọt vào nghiệp mà các ngài không sao. Chẳng hạn có vị Bồ Tát thì ăn thực cần đùi chó, mà có người Phật tử lại chửi phê bình ngài, ngài đầu trọc ngài đi tu mà sao ngài ăn thịt chó uống rượu, ngài sa đọa. Thì các ngài trả lời, ta ăn thịt chó mà tâm ta không chó. Còn mấy ông ăn chay này kia mà tâm lại tâm chó. Thì cái tâm đó là quan trọng. Thành ra đạo Phật chia ra ba nghiệp, một cái nghiệp thân, một cái nghiệp miệng, và một cái nghiệp tâm, kêu là ý nghiệp.
Mà thân thì nó tự nhiên nó không có thiện ác, nhưng mà với cái ý nghiệp, cái tâm ác thì cái sắc thân làm ác, với cái tâm thiện thì sắc thân làm thiện, nói mở miệng thiện. Thì cái thân tâm là đâu, thân với miệng đâu có ăn thua gì đâu. Mà cái quan trọng đó là ở ý. Cái gì nhớ ha? Rồi bây giờ làm sao mà cải sửa ý đây? Có bao nhiêu cái ý? Thì hôm nay tôi xin trình bày cái đó. Chúng ta mổ xẻ con người chúng ta hiện tại, chứ không có kinh sách nha. Ở đây bỏ kinh đi. Kinh thì cũng nói về con người chúng ta, nhưng mà khi tôi lặp lại thì thuộc về tôi chứ không có kinh nữa. Tôi chịu trách nhiệm cái bài giảng của tôi. Nếu tôi giảng đúng thì tôi thành Phật, tôi giảng trật thì tôi thành ma. Thì quý vị đừng có nghe tôi, đừng có tin ở tôi như tôi nói nãy, nhưng quý vị đừng có bỏ. Nghe rồi nhớ, rồi áp dụng vào trong cuộc sống, vào trong sắc thân quý vị, mà quý vị thấy hạnh phúc và mọi người đều hạnh phúc thì đây là đúng, quý vị cứ hành theo. Còn không quý vị gạt bỏ một bên. Thành ra khi đi vào bản, vào bài bản, vào bài giảng, tôi xin năn nỉ quý vị là hãy nghe cho rõ, trạch pháp cho rõ, rồi áp dụng vào trong chính sắc thân mình, để coi có đem hạnh phúc cho con cái, cho cha mẹ, những người xung quanh và tất cả mọi người, tất cả người trên thế giới hay không. Nếu được vậy đó là đúng. Rồi chúng ta mới trạch pháp nữa. Thành ra cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng của đạo Phật. Bây giờ người ta nói 21 tháng 12 gì đó tận thế. Rồi có người sợ quá hỏi tôi có tận không sư. Tôi nói nếu tận thế thì mấy ông bà chết, còn nếu không tận thế chết không? Tôi cũng chết chứ làm sao khỏi được. Mà đây tới ngày 21 tháng 12 mấy ông bà có thể chết trước được không? Cũng có thể. Rồi sau đó nếu không tận thế thì mấy ông bà khỏi chết sao? Sanh già bệnh chết là cái lẽ tự nhiên thôi. Phật chết không? Ngài cũng chết nữa. Mà chết thế giới cái tâm như thế nào? Chết rồi xuống cái linh hồn, cái tâm xuống địa ngục. Tắt thở rồi cái tâm sanh về cõi trời. Tắt thở rồi cái tâm sanh về cực lạc. Thì cái chết này rất là sung sướng, có gì đâu. Quý vị nhớ trở về con người mình nha. Chứ tôi không nói đâu xa hết trơn á. Thì từ nay là bắt đầu quý vị sẽ mổ xẻ con người mình để mình hiểu biết đó. Nếu hiểu biết một cách toàn diện, rõ ràng thì quý vị là Phật. Còn hiểu biết một cách mơ hồ, lờ mờ thì trong đạo Phật thường kêu là vô minh đấy, không sáng tỏ. Thì quý vị cải sửa thì là người trời. Còn quý vị không biết gì hết, sống ừ cà cà, thì đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Có vậy thôi. Ha. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái thân thứ nhất. Và tôi thường kêu danh từ là thân bên ngoài. Cái này danh từ của tôi. Đó là tôi kể ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái đầu óc. Thì khi con mắt quý vị tiếp xúc sự vật, thì con mắt đây kêu là sinh lý, hay là đạo Phật kêu là căn. Còn sự vật, ví dụ như cái chai này, thì kêu là trần. Trần là chưa có sự sống, chưa có cái biết. À, còn căn là có sự sống mà chưa có cái biết. Hai cái khác nhau. Căn là sinh lý, có sự sống kêu là sinh lý. Trần là vật lý, chưa có sự sống, chưa có cái biết luôn. Thì khi tôi đưa cái chai này lên, thì con mắt tôi sẽ tiếp nhận cái chai. Con mắt nó có tròng đen, nó giống như cái kiến, nó nhận cái chai. Thì nó biết là có vật, nhưng vật gì thì nó chưa biết. Đó là con mắt. Thì cảm giác mới mượn con mắt mà biết đó, biết cái chai đó, mới cho cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó.
thì dễ chịu khó chịu, không có kêu là ngạ quỷ. Ngạ quỷ. Còn cái lỗ tai tôi mà nghe tiếng mưa, thì tiếng mưa tiếp xúc kêu trong kinh kêu là duyên khởi với cái màng nhĩ của tôi, thì màng nhĩ nghe có tiếng không tiếng, nhưng mà tiếng gì thì cái màng nhĩ không có phân biệt, nó chỉ nhận cái tiếng thôi. Thì nó cái màng nhĩ đó, cảm giác nó mượn cái màng nhĩ để cho cái dễ chịu khó chịu, không dễ không khó, thì cái này kêu là ngạ quỷ. Còn cái lỗ mũi của tôi thì trên cái lỗ mũi có cái gai, ví dụ vặt lên nữa, ví dụ lấy kiếm cái gì gọi, nó có cái hột nhỏ nhỏ. Thì khi tôi để chai dầu xanh hay là cái bông sen thì cái mùi nó bay lên cái lỗ mũi, cái gai nó nhận lấy cái mùi thì nó biết rằng có mùi, nhưng mà mùi gì không có phân biệt. Thì cái cảm giác mới nhận lấy cái mùi đó để mà dễ chịu khó chịu, không dễ không khó, đây là ngạ quỷ. Còn cái lưỡi quý vị, nó có cái hột, những cái gai đó, quý vị dễ rồi coi. Ai sáng mà có cạo lưỡi để ý, cái lưỡi đỏ rồi là cái lưỡi tốt. Còn cái lưỡi mà đóng trắng là cái lưỡi lạnh, mát, âm. Còn cái lưỡi đóng vàng tươi, vàng khè đó là cái lưỡi nóng. Cạo bỏ cái đó thì nó có cái hột nhỏ nhỏ kêu là cái gai lưỡi. Cái chỗ đó là chỗ phát hiện cái dây thần kinh đấy. Thì khi mà để cục đường lên cái lưỡi thì nó biết rằng có vật, nhưng mà vật gì thì cái lưỡi không có phân biệt. Thì cái cảm giác nó mượn cái gai lưỡi đó cho một trạng thái dễ chịu khó chịu, không dễ không khó, chứ lạc thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ. Lờ mờ, lờ mờ tức là vô minh đấy, không sáng. Thì cái này là ngạ quỷ. Mắt rồi, tai rồi, mũi rồi, lưỡi rồi, rồi tới cái thân. Thân cái gì rồi mà cái bình thủy hay rồi mà cái gì thì chưa có biết nóng lạnh nha, biết là có vật. Mà vật đó là vật gì? Cái cảm giác của bàn tay không biết. Cái da của bàn tay đụng cái đó biết rằng tôi có xúc chạm cái vật mà không biết vật gì. Rồi cái cảm giác mới mượn cái xúc chạm đó cho dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó, đây là ngạ quỷ. Vì phải theo dõi mình. Nếu mà không biết đó thuộc về địa ngục ngạ quỷ. Còn biết mà tham đắm nó thì đó là ngạ quỷ. Còn biết nó mà không tham đắm, cải sửa lên cao hơn thì đó là cõi trời. Mà quý vị có hay gì đâu. Không hay thì hiện tại bây giờ quý vị đang sống với ngạ quỷ. Nếu quý vị thích nó, ví dụ con mắt tôi thấy vàng thì tôi biết là có vật, nhưng mà vật gì quý giá thì tiện không biết, nhưng mà cái cảm giác dễ chịu, tôi nhào tới chụp tôi lấy, người ta bắt người ta đánh có thể tập chết, thì cái cảm giác này là ngạ quỷ. Nghĩa là con người sống với cảm giác mà chưa có tư tưởng phân biệt, không có sự phân biệt, mà có cảm giác dễ chịu khó chịu, mà theo cái cảm giác dễ chịu này theo cái thân hành động. Thì cái đó chúng ta đang sống với ngạ quỷ, đang sống với loài ngạ quỷ. Mà ngạ quỷ là cái gì quý vị biết không? Ở ngoài vũ trụ đó là cỏ cây, nó chưa có tư tưởng, mà chưa có tư tưởng là chưa có sự phân biệt. Thành ra quý vị biết cỏ cây cái đầu nó ở đâu không? Ở đầu ở dưới đất, cái chân nó ở trên trời. Quý vị ra nhìn coi, cây cối nào cái rễ cũng ở dưới đó, đó. Mà nó sống hay không là do cái rễ. Thì cái rễ còn hút đất hút nước thì cây còn sống. Hãy nhổ lên mà chặt cái rễ rồi cây chết liền. Còn quý vị chặt nhánh chặt lá cây vẫn sống, nếu cái rễ còn bám ở trong đất. Mà đất thân nhiều thì quý vị chặt gì chặt nó vẫn mọc. Có nhiều cái thân cây quý vị chặt tới gốc nó rồi mà cái rễ nó còn bám ở dưới, đất tốt nó vẫn lên.
mà quý vị kéo lên chặt cái rễ rồi thì cái cây nó dễ như chết. Cái rễ là cái đầu của cây, mà nó có cảm giác chứ như chứ có tư tưởng. Chúng ta thường kêu là thọ thành, thọ là cảm giác. Thì khi cây cây chết, cái thọ thành còn, nó sẽ đi làm cây cây khác. Cây khi mà có cái đầu lên, nó nhập vào cây đó, nó làm cho cây sống, thì nó trở lại thành cái rễ. Còn nếu nó lâu năm rồi thì bắt đầu nó có tư tưởng, nó chết, nó sẽ nhập vào loài thú. Thì cái đó kêu là tiến hóa, tiến hóa, hay kêu là luân hồi, trở lại với hình thức tiến hóa. Còn nếu nó ác nữa đó thì nó mất luôn cái cảm giác, trở lại thành sinh lý là con mắt, hoặc là vật lý là đất đá. Thì chúng ta phải ngồi thiền. Cái này tôi giảng cái gì về phải suy ngẫm à, chứ không phải là không biết đâu. Không phải tôi giảng vậy nghe là hiểu gì hết, chưa đâu. Về phải ngồi tịnh 1-2 tiếng rồi nhìn con người mình. Để hiểu con người là hiểu ở ngoài, còn con người nào không hiểu là ở ngoài không hiểu. Vật lý thì ngoài mới biết rồi, giày dép, tịnh xá, sắt, xi măng. Rồi vật lý trong mình là cái gì? Gàn, cất rấy, cất mũi, phẩn, tiểu. Cái đó là vật lý. Gàn, cất rấy, phẩn, mình có cái biết không? Không. Có sự sống không? Không. Nó đâu có đòi ăn gì đâu. Còn mắt, tai, mũi, lưỡi là sinh lý. Cũng giống như cái rễ cây, nó đòi ăn. Phải có ăn mới nuôi sống nó được. Con mắt này mà nếu tôi móc ra khỏi đây thì nó thành vật lý, mà ở trong mắt tôi thì nó sinh lý. Cũng vậy, cái răng mà tôi lấy chỉ máu rồi thì cái răng đó là vật lý, mà còn chỉ máu nó là sinh lý. Để nó có sự sống là sinh lý. Rồi mới mượn cái sự sống nó cho cảm giác là ngạ quỷ. Rồi khi cảm giác này đưa lên trên đầu thì đầu bắt đầu phân biệt, thì đây mới là súc sanh. Súc sanh có tư tưởng. Nhưng mà cõi người thì chẳng những có tư tưởng mà có dây, có cái nghiệp, tức là có ý chí. Chúng ta thường kêu ngoài là ý chí, mà đạo Phật kêu là mạt na, thức thứ bảy. Hay là còn kêu danh từ mà quý vị thường biết là nghiệp. Nghiệp là gì? Là cái sự cải sửa nhân quả. Loài thú chưa có nghiệp, loài thú chưa biết cải sửa, chết chịu thôi. Bây giờ để ý con chó hay con vật đó, nó bệnh, nó chó nó biết ăn cỏ, nó ọc ra thì hết bệnh, mà không hết thì chết. Nó không có sự cải sửa. Con chuột quý vị bắt heo, rồi quý vị lấy dầu hắc, quý vị tha cái đuôi, quý vị thả nó ra, rồi nó trở vô nữa, bắt nó lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Con người không có vụ đó đâu. Quý vị tịnh xá, quý vị đào cái hầm, quý vị lót lôm ở trên, thì quý vị vô đây nghe pháp lọt xuống dưới. Lần thứ hai tôi đào hầm lõi nữa mà quý vị lọt nữa là quý vị xuất sanh, chứ không phải người ta, không bao giờ lọt. Quý vị có một cái nghiệp, biết cải sửa nhận thức. Quý vị bệnh mà uống thuốc nam mà không hết, quý vị có thể uống thuốc bắc, thuốc tây, có thể châm cứu, có thể cải sửa. Thì cái cải sửa đó là nghiệp. Loài thú không biết cải sửa. Quý vị thấy có ổ chim không? 100 năm, 1000 năm về sau cũng làm cái ổ giống hệt, không có khác. Con người hồi trước ăn lông ở lỗ, bây giờ nhà chợt, bây giờ nhà lầu cả trăm tầng, bây giờ tính lên không gian ở nữa. Chúng ta phải hiểu. Thành ra mới nói là con người là tối linh ư vạn vật, khôn nhất mà ác cũng là ác nhất. Chúng ta nên nhớ. Tức là mấy ông mấy bà trời mà giữ 5 giới 8 giới khôn lắm. Thế mà quỷ lão làm thiện thì không ai bằng, mà khi làm ác giết người cũng không ai bằng. Mấy nhà bác học, cái gì giết hồi xưa đánh giặc nhau mà người giết người thôi, lung gió. Bây giờ khỏi cần giết ngồi một chỗ, ông tổng thống ông ngồi một chỗ ông giết hàng triệu hàng tỷ người, chỉ nhận nút thôi, nhẹ nhàng lấy cái tay nhận nút thôi, thì quả tiễn bom nguyên tử nó bay cả mấy trăm cây số, ở ngoài đó chết cả triệu người, ông ở đây ông nhận nút chơi. Bây giờ chiến tranh, bây giờ
Thành ra bây giờ nếu chiến tranh thứ ba là các bãi địa cầu này phải tan thôi, không có gì hết trơn. Ai làm cho nó tan? Chính con người. Thành ra Liên Hợp Quốc bây giờ thấy nó nguy cơ rồi, mới họp lại để đem lại hòa bình cho thế giới. Hòa bình không? Chơi trò chơi lẫn quẩn. Mấy nhà Liên Hợp Quốc mà muốn làm hòa bình, mấy ổng hòa bình chưa? Mình chưa hòa bình, muốn đem hòa bình thế giới làm sao có được? Các con đừng có đánh lộn nha, các con đừng có nhậu say sưa nha. Cái nhậu ta thì nhậu được, các con không nên nhậu. Được không? Không bây giờ có cái vụ đó được. Muốn đem bình hòa bình thế giới, mình phải hòa bình. Đức Phật mà ra giao rõ giảng, đâu phải Ngài giảng pháp hay mình kính Ngài, mà chính cái cuộc sống của Ngài. Cuộc sống là đạo Phật. Nếu sống không dính mắc thì đó là Niết Bàn. Tôi giảng rồi bây giờ tôi dính mắc thì đâu phải, tôi đâu phải là dân chánh pháp. Tôi biểu mấy ông bà đừng có tham tiền nha, mà tôi giữ vàng đô la một đống thì mấy bà làm sao kính tôi được. Tôi biểu đừng tham tiền là tôi phải không có các bạc nào hết. Tôi biểu mấy ông bà đừng có giết lời thú nha, gắn tập ăn chay trường thì tôi phải chay ngỏ. Mình nói cái gì mình phải làm trước có thể mới được. Đức Phật Ngài đâu phải Ngài nói không mà thực hành. Ngài nói 100 điều, Ngài thực hành 101 lần điều. Mình kính là kính cái cuộc sống của Thế Tôn. Quý vị kính tôi là kính cuộc sống của tôi, chứ đâu phải tôi nói hay. Nói hay mà thực hành nó không hay thì ăn thua gì. Đạo Phật là đạo của cuộc sống. Thành đâu quý vị thọ giới tôi có năn nỉ hoài, quý vị cố gắng thực hành nha. Đó là quý vị kính tôi. Còn quý vị không thực hành thì quý vị ở tù đó. Nhưng mà tôi buồn ạ. Tôi chưa có đắc thánh quả. Bởi vì quý vị thọ giới với tôi. Tôi chưa phải là ông thầy, nhưng mà tôi là đàn anh đi trước. Nếu mà học trò hư thì ông thầy phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm tinh thần thôi. Đứa con hư thì cha mẹ phải chịu trách nhiệm. Con của ông đó bà đó đó, ông không có đức dạy con nó hư. Chứ không lẽ mấy đứa con đi ăn cướp rồi tránh công an lại bắt cha mẹ, không có cái vụ đó. Nhưng mà cha mẹ buồn. Thành ra quý vị đã phát tâm thọ giới, nhớ nhớ quý vị thọ giới là quý vị phát tâm, tôi không có bắt buộc ai hết đó. Mà phát tâm rồi phải cố gắng giữ. Thì hôm nay tôi giảng cho quý vị biết về con người của quý vị. Còn quý vị muốn làm gì làm, nhưng mà bổn phận tôi phải nói sự thật. Có khi tôi nói sự thật quý vị giận tôi, nhưng mà tôi vẫn nói à. Có cái cô gì đó, một mình tới 2-3 cái khách sạn giàu vô cùng. Mà là Phật tử à, sau này không có đi nữa. Mà tôi năn nỉ cứ đi. Đi vô bây giờ lại khác. Trời ơi, thoa son dùi phấn, kẻ chân mài đeo vàng tùm lum. Tôi thì tôi kỵ cái đó, mà đó thì rất là đơn giản. Bây giờ giàu quá rồi lên xe xuống chứng diện. Tôi rầy 2-3 lần. Không đi nữa. Rồi sau tôi đi bác, để bác gặp tôi hỏi sao lúc này không đi tịnh xá. Cô trả lời sao biết không? Đi để cho sư chửi hả? Tôi nói thì tôi có đầy, nhưng mà tôi không cố ý đâu. Thì sau này cô sẽ cảm ơn tôi. Cô mà rủi ro có đắc quả giảng sanh về cực lạc cũng nhờ tôi. Thì tánh tôi là tôi hơi nói thẳng, chứ về vuốt ve làm sao bây giờ. Cô hồi xưa cô nhớ lại đâu. Cô là Phật tử mà, hồi lúc mà chưa làm giàu, chưa có lập gia đình thì cô cũng gia đình nghèo thôi, thường thôi. Cô không có son phấn gì hết trơn, rất là đơn giản. Bây giờ cô xe xua như vậy rồi làm sao vàng cô đeo như vậy, mà cô đi chỗ vắng là nó bóp cổ cô. Tôi nghĩ tôi tội nghiệp cô, thật phải nói thẳng cho giờ vút với sao giờ. Tôi nói cô như vậy là giấc mơ là cô chết. Nó bóp cổ cô. Nó đâu phải thù quán cô. Nhưng mà vì nó ham vàng. Mà theo sư trưởng là người đeo vàng với người mà ăn cướp vàng thì người ăn cướp nhẹ tội hơn người đeo. Mình chọc ghẹo cho cái lòng ham người ta. Nói là cô nói sư đi tịnh, cô đi tịnh xá nữa để cho sư chửi hả? Tôi cười, tôi nói thôi. Tôi cũng xin lỗi cô, tôi lầm. Tôi tỉnh thật tử là thường thành. Thì tất nhiên tôi nói phải hiểu, chứ phải người lạ ai mà dám nói. Trời ơi, ai mà dám nói đụng tới vậy. Tôi nói cô đeo vàng, cô trưng diện vậy thuộc về ngạ quỷ đó cô. Cô tức cái tiếng ngạ quỷ. Thì đó là sự thật chứ sao.
Phật tử bây giờ vô cũng vậy, kẻ chân mày mà thoa son vội phấn mà Phật tử đã quen rồi. Tôi nói thẳng à, ghét tôi thì tôi chịu, đeo vàng đỏ tay rồi đi rõ đường hẻm này kia, rồi nó bóp cổ nó lấy rồi chết rồi sao chết, tôi nghe tôi khóc chết luôn, khóc cho cái ngu của người Phật tử. Trời ơi, mình đã thọ giới như vậy rồi mà còn để rồi chết vì vàng bạc. Thôi giờ chúng ta trở lại thì quý vị để ý con người quý vị ha. Nếu quý vị sống về mắt thấy vật, có vật nhưng mà vật gì chưa biết, tai thì có tiếng mà tiếng gì cũng không biết, mũi có ông nào ra tiếp, có ai lại ông Thiện Khánh, ông Thiện Đức gì đó, có mấy thầy với mấy hả hả sư của mình hả Minh Danh hả, có mấy ông công quả nữa mà. Bây giờ có sư nào xuống hay khỏi? Khỏi ha. Vậy giờ thôi quý vị nghe tôi. Sao bữa nay lại xuống hả? À, chắc bữa nay quý sư mãn khóa đâu mà. À, vậy được rồi. Thôi quý vị nghe tiếp ha. Trả bài à, một tiếng hồ ha. Còn tiếng quý vị trả. Tôi mệt quá rồi, tôi để hạch lợi coi sao rồi tôi giảng sau. Tôi giảng tới A-la-hán à, đang đụng tới đó. Thì bây giờ quý vị phải trả những cái hồi hộp bên ngoài trước. Thì đó là cái sắc thân thứ nhất. Thì trong kinh kêu là đoàn thực hay là đoạn thực. Đoàn là dò duyên tiếng Hán á, còn đoạn là cắt từ khúc. Quý vị ăn vô rồi quý vị phải ỉa ra, dò thành duyên. Thế mà bế tắc cái đường cầu thì cũng mệt đấy, mà ăn không tiêu cũng mệt đấy. Thì cái này là sanh già bệnh chết. Hôm qua hôm kia giờ có cô Minh Duyên vậy đó, thì là trở lên sẽ có. Ở đây mạnh khỏe mà cái đùng cái là lên trển là nó lấy ốc lấy gì đó chết rồi tỉnh lại. Hôm là điện muốn gặp mặt tôi mới chết mò chứ. Bây giờ nếu trở về đây mà 11, 12 giờ khuya tôi cũng phải đi thăm thôi. Thì cái tịnh độ nó quan trọng cái giờ phút cuối. Cái niềm tin mình á giúp cho mình giảng sanh. Nó khó vậy đó. Rồi đó quý vị thông cảm. Thì quý vị phải nghe và cố gắng thực hành. Nếu mà kính tôi, thương tôi thì làm sao giảng sanh về cực lạc hết. Thì cái đó là cái mong ước của tôi, mà cũng là mong ước của Phật Thích Ca, của A Di Đà. Nếu quý vị kính tôi, tin tôi, chỉ có hai cái thôi. Tôi giảng tùm lum mà tôi tóm lại có hai cái thôi, là nhất niệm và phát nguyện. Có như đó tốt. Mà như thế nào là nhất niệm thì cái này là chết nữa. Tôi đi hỏi nhiều chỗ rồi, Phật tử nào như ở Hoằng Pháp xuống mấy lần tôi hỏi vậy, trả lời trật lất hết. Cái lấy cái số lượng thôi mà không lấy cái tâm, không lấy cái phẩm mà lấy cái lượng. Con niệm một ngày ba sâu, người kia nói con năm sâu, người nói mười cái sâu, người kia nói con niệm một ngày 1.000 câu niệm Phật, mà người nói 3.000, người nói 5.000. Giảng sanh không sư? Tôi nói không cái nào giảng sanh hết. Có người thì nói con niệm 4 chữ, có người nói con niệm 6 chữ, con niệm 4 chữ không giảng sanh, thiếu chữ Nam Mô là bất kính. Hỏi được không sư? Tôi nói cái nào cũng trật hết đó. Nếu hiểu được thì 4 chữ cũng giảng sanh, 6 chữ cũng giảng sanh. Mà hiểu không được thì 6 chữ cũng không, mà 4 chữ cũng không. Mà hiểu cho rành rồi 1 chữ cũng giảng sanh, mà khỏi niệm cũng giảng sanh. Mà cái đó là cái gì? Cái tầm. Cái hiểu biết là quan trọng. Tôi đã nói rồi, thân khẩu không ăn thua gì hết. Người sơ cơ mẫu giáo, thân lại Phật, miệng niệm Phật, thì cái tâm cái ý mới nghĩ Phật được. Nhưng mà tôi nói là mẫu giáo, mình tu lâu rồi mình khỏi lại Phật. Tôi đã nói là tu lâu nha, tức là không còn dính mắc đó. Thì miệng khỏi niệm mà cái ý luôn luôn nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, thì đây là chánh cống niệm Phật. Nếu không giảng sanh tôi xin tự tội. Còn lại Phật cho nhiều, một ngày con lại 1.000 lại sư, con niệm 10.000 tiếng, 1.000.000 tiếng, mà con nghĩ tiền bạc, nghĩ con cái, giảng sanh tôi xin chịu tội. Cái lại Phật, cái niệm Phật cho nhiều ăn thua gì? Tại ăn thua cái tâm của mình. Mà cái tâm là cái gì? Mình phải hiểu. Cái tâm là cái tư tưởng, cái nhớ, nghĩ, tưởng.
Mà cái này phải là chân tâm không? Chưa đâu. Nhưng mà dễ nhận. Nếu mà tôi giảng sâu nữa thì cái đó mới là tư tưởng thôi. Mà tư tưởng nó phát hiện là nhờ ở nghiệp, ở ý chí. Ý chí nó không cung cấp thì tư tưởng im bặt liền, chấm dứt liền. Mà ý chí cung cấp cái gì? Cung cấp những cái kinh nghiệm, kiến thức, niệm Phật ở trong linh hồn A-lại-da. Phải học A-lại-da thì không bao giờ mất. Luôn luôn hàng hàng đứng lặng mà chuyển biến. Còn cái nghiệp đó, khi nó im lặng, nó trở vào A-lại-da, nó thành A-lại-da. Thì A-lại-da khi xao động thì thành ra nghiệp. Cái này là cái khó hiểu nhất. Thì trong tâm Vân Bát Nhã có sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thì tôi đổi một chút. Nghiệp chẳng khác gì A-lại-da, A-lại-da chẳng khác gì nghiệp. A-lại-da tức là nghiệp, nghiệp tức là A-lại-da. Không phải một, không phải khác. Linh hồn mình khi xao động thì thành ý chí. Ý chí khi dừng lại, im bặt thì thành linh hồn. Linh hồn là chân vọng hòa hợp. Ý chí là hoàn toàn vọng. Chỗ này là cái chỗ khó. Khoa học không tin. Đạo Phật nói dốc. Nhưng mà từ khi ông Einstein, ông tìm được định luật tương đối E bằng MC bình phương, thì có một số nhà bác học không hiểu, một số hiểu. Bây giờ thì hiểu, học sinh bây giờ nó cũng hiểu. Nhưng mà tôi có anh bác sĩ cũng biết, mà ông giải thích không chạy. Ông không biết E mà biến thành MC bình phương là sao. Ông nói sao sư hay quá vậy. Hồi đó sư học có lớp 12 mà tôi là bác sĩ mà. Bây giờ tôi xưa sư, chứ hồi xưa sư nói không có lợi tôi đâu. Tôi là bác sĩ mà 12 là tôi phải 7 năm, 9 năm, 10 năm nữa. Sư có lớp 12 thôi. Sao bây giờ sư giảng rất là rành. Tôi nói nhờ Phật giáo, nhờ thiền định. Tôi nhờ coi thiền chối cho tôi cũng không có thầy. Nhưng mà cái thiền định giúp cho tôi thấy rõ mọi sự. Bây giờ tôi mới giảng chạy. 40 mấy năm trời tôi trăn trở với cái đạo Phật này. Tôi nghe Đức Phật thuyết với một câu là 6 năm tìm đạo mà không có đạo Phật, chỉ có đạo người trời thôi. Một khi mà cái tiếng rống của sư tử hống trong kinh Trung Bộ Kinh, thì Ngài nói từ đây mới có đạo Phật. Các con hãy thấy bằng mắt, các con nghe bằng tay, các con ngửi bằng mũi các con. Đừng có ngửi bằng, đừng có thấy bằng mắt tay, đừng có ngửi bằng lỗ mũi Như Lai. Hãy thấy như thật thấy, nghe như thật nghe, và ngửi như thật ngửi. Mà như thật là sao? Mà Ngài nói qua Bát Nhã thì không có pháp môn, không có phương pháp. Mà không phương pháp mà làm sao tu? Mà chứ làm sao thì hẹt là phương pháp. Mà không làm sao thì không lẽ như đất đá. Con Triệu Trong nói bây giờ thầy nói thầy không giảng được. Ăn mặc ở bệnh đó là đạo, là niết bàn. Vì cho ai không ăn mặc ở bệnh? Vì cho thầy ăn con không ăn sao? Mà sao thầy ăn thầy là thánh, mà con ăn con là phạm? Mình giờ mình kẹt nữa. Đức Phật nói là đạo ta là ăn mặc ở bệnh. Vì cho con không ăn mặc ở bệnh sao? Mà sao lại con phàm phu Ngài ăn con ăn mặc, mà Ngài là thánh, Ngài là Phật? Thì phải có làm sao mới thành Ngài được chứ. Mà như nó nói làm sao thì không thành Phật được. Và không có làm sao. Thì cái đó là cái chỗ đây tôi giảng để rồi quý vị phải tự trăn trở lấy. Mà muốn trăn trở quý vị phải ngồi thiền. Và quý vị phải trả bài. Chỉ có cách đó thôi. Còn giảng phớt phớt qua thì quý vị cũng như là lục bình trôi đó. Đầy nhóc ở sông mà không có cái gốc rễ. Lục bình không có, không, không có cái gốc ăn ở biển, ở đất. Nó nổi trên mặt nước, nó cứ trôi tùm lum hoài. Thì quý vị là lục bình trôi.